Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hiện mình đang ở tại ngã tư Cành Đền, điểm giáp ranh của hai tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Kiên Giang. Hôm nay mình mời các bạn đến với xã Phong Đông và thị trấn Vĩnh Thuận trên tuyến đường cặp theo con kinh sáng có kinh Vĩnh Thuận cùng với mình nhé. Từ bờ xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu, mình đi đò qua bờ xã Phong Đông thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Đây là bến đò nối hai tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang. Đó là cây cầu treo tại ngã tư Cành Đền. Con sông này là ranh giới hai tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Kiên Giang. Đây là cổng chào của ấp Ruộng Xà 2, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Và bây giờ mời các bạn cùng đi với mình nhé. Đây là tuyến đường lộ nông thôn cặp theo con kinh sáng Phó Sinh Vĩnh Thuận. Bờ bên kia là tuyến đường chính từ ngã tư Cành Đền đến thị trấn Vĩnh Thuận. Bên kia là địa bàn của xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận. Mình đi bờ bên này là tuyến lộ nông thôn, lộ nhỏ thuộc ấp Ruộng Xà 2, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận. Huyện Vĩnh Thuận là một huyện trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Huyện Vĩnh Thuận gồm có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm một thị trấn Vĩnh Thuận là huyện lỵ và 7 xã là Vĩnh Phong, Phong Đông, Tân Thuận, Vĩnh Thuận, Bình Minh, Vĩnh Bình Bắc và Vĩnh Bình Nam.
Hiện mình đang đi trên địa bàn của ấp Ruộng Xã 2, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Xã Phong Đông có vị trí địa lý phía đông và phía nam giáp tỉnh Bạc Liêu, phía tây giáp xã Vĩnh Phong, phía bắc giáp xã Vĩnh Bình Nam và thị trấn Vĩnh Thuận. Xã Phong Đông gồm có 5 ấp là ấp Cái Chanh, Cái Nhung, Ruộng Xã 2, Thạnh Đông và Vĩnh Thạnh. Xã Phong Đông có diện tích là 30,17 km2. Dân số năm 2020 là 4.771 người. Về lịch sử của xã Phong Đông, ngày 10 tháng 10 năm 1981, xã Vĩnh Phong được chia thành 3 xã, lấy tên là xã Vĩnh Phong, xã Phong Đông và xã Phong Tây. Ngày 24 tháng 5 năm 1988, hai xã Phong Đông và xã Phong Tây lại được sáp nhập trở lại xã Vĩnh Phong. Ngày 6 tháng 4 năm 2007, xã Phong Đông được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 2.557 ha diện tích tự nhiên và 5.949 người của xã Vĩnh Phong. Thank you.
có mực thôi. Đến đây là cầu Miễu Bà. Đến đây là hết địa bàn của xã Phong Đông, bắt đầu vào địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Từ cầu Miễu Bà hướng về thị trấn Vĩnh Thuận, con đường mới được nâng cấp mở rộng. Thị trấn Vĩnh Thuận nằm ở trung tâm của huyện Vĩnh Thuận, phía đông giáp xã Phong Đông, phía tây giáp xã Tân Thuận, phía nam giáp xã Vĩnh Phong, phía bắc giáp xã Bình Minh và xã Vĩnh Bình Nam. Thị trấn Vĩnh Thuận gồm có 4 khu phố là Vĩnh Đông 1, Vĩnh Đông 2, Vĩnh Phước 1 và Vĩnh Phước 2. Thị trấn Vĩnh Thuận có diện tích là 21,74 km2, dân số năm 2020 là 12.599 người.
con đường mới được làm mới đến đây, phía trước đang thi công làm đường nên mình không đi được. Bây giờ mình phải qua đò, qua tuyến đường bên sông để đi tiếp đến thị trấn Vinh Thuận. Bến đò bằng kéo dây không ạ, chứ không có đưa máy mà cũng không chèo xuồng gì hết trơn anh, kéo dây. Quay quay dưới nào mới chạy nha. Không dưới nào mới chạy, không mới chạy chạy nha. Đây là bến đò qua kinh sáng Phó Sinh Vĩnh Thuận. Đây còn khoảng mấy cây nữa mình ra tới Vĩnh Thuận. 3 cây nữa. 3 cây số nữa. Vậy là nãy giờ mình đi có 3 cây ở bên đường bên sông. Giả lên vừa vừa thôi con. Rồi lên nhánh dây nữa để Vĩnh ta chạy dạt ra. 1, 2 giờ sáng. Thấy thì bên đò này cũng đắt dữ rồi hả? Đó là tàu. Bây giờ mình đã qua bờ bên này. Đây thuộc địa bàn của thị trấn Vinh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Bên này là tuyến đường chính nên con đường rộng hơn, con đường bên sông.
nơi thuộc địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, gần đến chợ Vĩnh Thuận nên dân cư sinh sống hai bên đường đông đúc hơn những vùng nông thôn. Đến đây là đường tỉnh 12, hướng này đi đến cầu Vĩnh Thuận. Đây là trung tâm của thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Đây là cây cầu Vĩnh Thuận bắc qua kênh Sáng Chắc Băng. Đây là kênh Sáng Chắc Băng, hướng này về Thới Bình, Cà Mau.
đây là chợ Bình Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ngôi chợ nằm cặp theo kinh sáng Cát Băng. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.